có tâm chính thôi hả? Chị có tâm chính thôi hả? Ngọc đừng nói. Thôi hả? Em sao á? Xin lỗi chị dạ. Em nhỏ hơn tôi có 1 tuổi thôi đó Ngọc. Không mà Ngân trẻ mà, Ngân rất là trẻ luôn á. Ngân trẻ. Trẻ nhiều so với tuổi 95 đúng không? Đúng rồi. So với tuổi 95. Hả? Trời ơi, khen ngại vậy. Đâu em biết em 92 đâu. Trời ơi. 92 là